Đợt 2 đưa các thi thể còn lại trong vụ 39 người chết trong container tại Anh đã về. Đúng như dự định, sáng nay ngày 30 tháng 11, chiếc máy bay hãng Vietnam Airlines đưa thi thể các nạn nhân còn lại trong vụ 39 thi thể được tìm thấy trong container tại Anh ngày 23 tháng 10 đã đáp xuống sân bay Nội Bài vào lúc 5 giờ 15 phút sáng. Vẫn theo như đợt 1 đưa thi thể các nạn nhân về nước hôm ngày 27 tháng 11, các đoàn xe cứu thương và các lãnh đạo đại diện địa phương có các nạn nhân đã chờ sẵn tại sân bay Nội Bài và hoàn thành thủ tục tiếp nhận thi thể để bàn giao về gia đình, mai táng theo phong tục địa phương. Gia đình các nạn nhân cũng đã được thông báo là hôm nay thi thể sẽ về, nhưng không được thông báo chính xác là giờ nào, nhằm đảm bảo cho các nhà báo, phóng viên cũng như đám đông không làm phiền, cũng như đảm bảo an toàn và trật tự khu vực. Theo ghi nhận, đợt 2 đưa thi thể các nạn nhân trong vụ 39 người chết trong container tại Anh, gồm có 15 thi thể và 7 lọ tro cốt tại các tỉnh Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh và Huế. Còn một nạn nhân nữa đã được bàn giao tro cốt cho gia đình tại Anh hôm trước đó. Sau khi tiếp nhận thi thể, thì đoàn xe cứu thương sẽ đưa thẳng thi thể các nạn nhân về với gia đình trong chiều nay, ngày 30 tháng 11. Trước đó, ngày 27 tháng 11, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với cơ quan chức năng và địa phương trong nước đưa 16 trong tổng số 39 thi thể của các nạn nhân thiệt mạng tại hạt SS Đông Bắc London, nước Anh về lại sân bay Nội Bài. Theo đại diện của Bộ Ngoại giao, ngay sau khi hạ cánh, đại diện các địa phương có người bị nạn là Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã tiếp nhận và đưa 16 nạn nhân về địa phương bàn giao cho gia đình. Cụ thể là mỗi thi thể chuyển sang một xe cứu thương về địa phương để giao cho các gia đình mai táng. Tại Hà Tĩnh, các lãnh đạo tỉnh, sở ngoại vụ, sở công an, sở y tế và huyện Càng Lộc ra đón 8 thi thể tử nạn tại Anh trở về với quê mẹ. Họ thuộc các huyện Càng Lộc, trong đó xã Thiên Lộc có 5 người. 16 thi thể nạn nhân ở 3 tỉnh đã được máy bay chở về tới sân bay Nội Bài lúc 5 giờ sáng ngày 27 tháng 11. Các địa phương đã cử các đoàn xe cứu thương ra đón đưa về quê nhà, bàn giao cho gia đình và an táng theo phong tục địa phương. Vậy là sau cùng, hơn một tháng trời chờ đợi, các nạn nhân trong thảm kịch 39 thi thể đã được đưa về với gia đình và được an táng tại quê nhà. Cầu mong cho các nạn nhân sớm được yên nghỉ. Thảm kịch 39 người trong container tại Anh như hồi chuông thức tỉnh để những ai đang nuôi mộng đến miền đất hứa phải suy nghĩ và tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Và một lần nữa, xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.